Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiệp Vây Lốc nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà kính Đài Loan này. Đây ở trong này là bán rất trong nhà kính này là bán rất nhiều đồ bằng kính nha mọi người. Đây có cá này. Ồ, bể cá đẹp không? Đây có con cá giòn bẻ mọi người. Ông tưởng anh tưởng em đi nạt rồi. Đã ra con kem rồi. Tí nữa. Đây, cái kính này nhìn ấy nhỉ. Cái kính này nhìn như kiểu kính 3D nhá mọi người. Nhưng mà mình quay ở đây nó không ấy. Quay đây nhìn nó khác hẳn. Còn nhìn ở bên ngoài này nhìn càng sát vào con nó như kiểu kính 3D đấy, nhìn đẹp lắm. Đây rất nhiều cá vàng luôn. Cá vàng bơi trong chảo mỡ. Ok, bật nút cá vàng chín thơm ngon. Ở đây có cá gì này mọi người? Cái bẻ đây, có tiền mà mua cái bẻ này về làm bẻ nuôi cá thì tuyệt vời luôn. Rất là đẹp nha mọi người đây. Đó, một dàn bẻ đẹp tuyệt vời luôn. Ở trong nhà kính này thì bán đa số 80% là tất cả đều bằng kính và thủy tinh nha mọi người. Ô, nó bán cá này, em này. 4-5 con kia. Đây, nó bán cá cảnh nha mọi người. Đây, một con cá như này là có giá 45 khoai tương đương với cả 28, hơn 30.000 tiền Việt nha. Ở đây rất nhiều này mọi người. Đó. Mua đi. Đây, con cá này. Mua về có hộp tinh luôn. Thì có hộp thủy tinh. Này em nuôi chai nước mắm à? Ừ, cái chai đấy. Chai nước mắm, mắm cá ăn. Rất đẹp nha mọi người. Cái con này đẹp này. Cũng một loại. Đây là nó bán cái hộp để nuôi cá này. Thôi nuôi làm gì? Mất công. Thịt cho bà xong. Đi vào vào đây. Đây nó bán rất nhiều đồ bằng thủy tinh, bằng kính nha mọi người. Đây tất cả cái đồ này đều là bằng thủy tinh và kính hết nhá. Đây cối xay gió này. Đấy. Mọi đa số đồ đều bằng kính hết. Đây bên đây là chỗ này mình đang đứng là cái chỗ mà bán đồ mà để nuôi cá này mọi người. Đây đây. Đây là bể nuôi cá này. Cái bẻ này có giá bao nhiêu? 2.200. Ôi dồi, 14. Cái bẻ này khoảng tầm 2 triệu nha mọi người. Đặc quá. Siêu đắt luôn. Đây, rất nhiều đồ bằng kính luôn này. Đây, cái bẻ cá này mới đẹp này. Đấy, cá đẹp không mọi người? Cá đẹp đúng không? Đây nắm đồ không? Đây con cá này mới đẹp này. Đây con cá đang con cá vàng này đang ăn này. Cái này là cái bồn cá tròn này. Đó. Đây. Đây toàn đồ thủy tinh nhá, toàn đồ bằng thủy tinh nhá mọi người đây. Đó, đây là một con gì ấy, mình chưa biết. Đó. Đây là toàn đồ mà người ta đã ở trong đây người ta làm nhá. Đi lên trên tầng đi, tí về phòng này. Đây bán rất nhiều đồ bằng thủy tinh này mọi người. Quay lại nhà kính mà. Đây là nhà kính, là một địa danh khá nổi tiếng với du lịch của Đài Loan nhá mọi người. Đây là vàng. Đấy. Cho này bán vàng làm bằng thủy tinh nha mọi người. Đấy, con thỏi. Đấy. Đẹp không? Đây là quả táo này. Táo đỏ, táo xanh nha mọi người. Nhìn nó sáng quá. Đây nha, bán rất nhiều nha mọi người. Đây là vòng tay bằng đây này. Em cầm anh nha.
Còn không. Ôi sao tối nhỉ? Em ơi này. Vòng này. Đây bán rất nhiều vòng thủy tinh này. Thủy tinh mới bạc hay sao ấy. Đây nha mọi người. Đây. Tất cả mọi thứ đều bằng có trang trí bằng thủy tinh hết. Đây. Đây là gian hàng bán đồ này. Đây, đá bông. Cái vòng này sao này 500 800 khoai. Vòng đẹp mọi người. Nhưng mà cái kia chắc là nó giả ngọc thôi, thủy tinh giả ngọc thôi. Đấy, nó mới có giá như rẻ như thế này. Đây mọi người ơi. Em mua đi. Đây rất nhiều vòng đẹp nha mọi người. Đây. Con này giống con nào? Đây này. Mô hình con này nhỏ xinh hơn đúng không? Ừ, con này con gì? Nghe hết rồi. Đây con lợn. Đây là vòng con lợn này, đây con rồng này. À con... Ừ. Không có con chùa chùa. Toàn một loại thế. Đấy mọi người. Đây toàn vòng thủy tinh này. Mùi giải này đèo phát chắc phải đến rốn. Nhưng mà nhìn đẹp hết cái này. Mà đeo trang trí mấy áo đẹp. Ở đây nó bán rất nhiều cốc với cả thớt. Nói chung là mọi thứ bằng thủy tinh. Cái này là 60 khoai chồng. Đúng không? Ừ. Em mua con gì? Con lợn. Đào của em tự tí mà em mua con lợn. Không có ai gieo con lợn. Đào. Vòng này ai em đi đeo con lợn. Em con nào được trước em chỉ đeo con nào. Đào. Rất nhiều vòng đẹp. Đây, đây rất nhiều người đang chọn này mọi người. Đây là châm này. Bằng thủy tinh hết. Châm vòng này. Đây là vòng nha mọi người. Đó. Còn vòng thôi. 70.000 một chiếc. Đây là đường đi lên tầng 2 này mọi người. Trong này hàng bán rất nhiều đồ nhá. Bông tai rồi vòng tay nhẫn. Nhiều đồ. Đây là mình đang lên tầng 2 nha mọi người. Đây là cầu thang này. Thang bằng kính luôn. Đúng là nhà kính mọi thứ bằng kính. Đó. Đây thương hiệu kính lớn nhất Đài Loan đây mọi người. Đó. Không lấy nét được. Đây là khung cảnh tầng 1 là tầng vừa lấy mình ở dưới kìa mọi người. Đấy, vừa lấy mình ở dưới đấy nhá. Nhưng mà vừa lấy mình mới quay một đoạn, mỗi đoạn bẻ cá kia thôi. Ở dưới tương đối là rộng nhá, nó có 2 tầng nhá mọi người. Đấy, vừa lấy mình quay ở nhà mé bên đấy. Còn mé bên kia kìa. Mọi người, đây bên này nhá. Đó. Đó, bên này nhá mọi người. Bên này là một khu nữa nhá. Đây nè, Mr. Đào nhà mình nhỉ. Đấy, rất nhiều đồ. Ok, giờ mình sẽ vòng vào tầng 2 cho mọi người xem tầng 2 nhá. Đây. Đây là đường đi vào tầng 2 nhá mọi người.
Đây, đây là cầu dạng kính này, đây là kính nhá mọi người, đây chân mình này. Đó. Đây, mình đang đi trên này. Đấy. Đây mọi người. Cầu này là làm bằng kính. Đây, trước mặt mình đang là tầng 2 đây mọi người. Đấy. Đây là tầng 2, khu tầng 2 của nhà kính đây mọi người.